Hôm trước trên livestream thì có khá nhiều các bạn hỏi mình về chiếc mainboard ASRock Z790 Live Mixer, và hôm nay mình đã có nó ở trên tay đây. Và ngay từ khi mình nghe tên, mình xem hình ảnh nó thì mình nghĩ là Live Mixer là một cái gì đấy liên quan đến việc các DJ trên bar nhảy đầm chẳng hạn. Nhưng mà sau khi trao đổi với anh hãng bên ASRock thì không phải. Live Mixer có nghĩa là dành cho các bạn livestream từ bán chuyên đến chuyên nghiệp, và các bạn muốn có một mainboard nó phục vụ cho các bạn những cái nhu cầu đấy. Thì cái điểm mà ASRock họ quảng cáo rất là nhiều chúng ta đó chính là số lượng cổng USB cực kỳ hoành tráng. Bây giờ mình sẽ mở thử. Bên này đang có một cái vỏ màu tím này. Đây là bản của Intel sẽ màu tím và của AMD sẽ là màu đỏ. Đấy. Đây là vỏ bằng cắt tông ASRock. ASRock thì này họ làm khá là nhiều các vỏ bằng cắt tông. Đây, vỏ này hôm trước mình đã mở trên livestream rồi. Và đây, các bạn nhìn này, ngay đầu tiên đập vào mắt đó chính là cổng USB số lượng quá khủng. Chúng ta có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cổng USB trên chiếc một chiếc mainboard. Và làm nào để dùng hết? Chắc là người thường các bạn không thể nào dùng hết được số lượng cổng USB này rồi. Nên là hôm nay mình sẽ setup thử một hệ thống livestream để cố gắng dùng tối đa số lượng cổng USB, xem là mình dùng hết bao nhiêu cổng nhé. Và điểm đầu tiên nói chung là cái mainboard Live Mixer họ tập trung vào đó chính là cổng giao diện, nói chung các cổng IO ở phía sau. Thì ngoài cổng USB nhá, chúng ta sẽ có là hai cổng Wi-Fi, nhưng mà để chờ các bạn sẽ không có Wi-Fi cho cái mainboard này đâu. Các bạn phải mua một cái cục để các bạn cắm vào mainboard và nối dây lên đây. Chúng ta có một cổng LAN 2.5G và âm thanh 7.1 digital, nói chung là những cái cổng cơ bản. Và cái chúng ta cần nhất đó chính là số lượng cổng USB quá khủng. Ở đây chúng ta có là hai cổng USB Type-C nhá, 6 cổng USB 2.0 và chúng ta có 6 cổng USB 3.0, 3.2 và 3.1 xen kẽ nhau. Thì đặc biệt ngoài các cái cổng còn lại, chúng ta sẽ có 4 cái cổng được ASRock họ đánh dấu riêng biệt. Thì đầu tiên đó chính là Ultra USB Power. Thì hai cổng này nó sẽ nhận điện từ cái đường 12V trên nguồn, nên là lượng điện vào đây theo lý thuyết mà nói thì nó sẽ ít bị tụt cái hiệu điện thế hơn so với cả các cái điện mà lấy từ đường 5V vào. Nên là các bạn nên cắm tai nghe hoặc là micro vào đây thì âm thanh nó trong sạch nhất có thể. Và hai cổng phía dưới là hai cổng Lightning Gaming. Thì hai cổng USB này khác với các cổng USB khác, khi hai cổng này mỗi cổng sử dụng một chip riêng nên là sẽ không bị lẫn tín hiệu từ chuột phím vào với nhau, vào cùng một con chipset thế này. Nên là các bạn cắm chuột phím thì các bạn cắm vào đây là nó sẽ ổn định hơn. Chắc là các bạn chơi gaming chuyên nghiệp thì các bạn sẽ nhận ra được, còn mình thì là một người chơi game dạng phổ thông thôi nên là mình cũng không nhận thấy sự khác biệt gì cả. Và còn lại chúng ta cắm các thiết bị ngoại vi khi mà livestream. Và cái giá của mainboard này là khoảng tầm 9 triệu đồng. Và cái mức giá 9 triệu các bạn nghe có vẻ cao, nhưng mà so với mặt bằng giá chung của những mainboard Z790 bây giờ ấy, thì 9 triệu nó lại là ở một cái phân khúc gọi là phân khúc khá là phổ thông. Nhưng mà 9 triệu không phải là số tiền nhỏ, nên là các bạn vẫn phải có những cái yêu cầu đặc biệt. Ngoài cái số lượng USB khủng này thì các bạn vẫn cần những yêu cầu để nó đảm bảo chạy được một hệ thống ổn định. 9 triệu mà không phải nhỏ đâu. Và ASRock trang bị trên chiếc Z790 Live Mixer này chúng ta sẽ có là 14 cộng 1 cộng 1 phase. Và cái phase này đảm bảo các bạn chạy được 13.900K thoải mái, không vấn đề gì cả đâu. Và nếu các bạn thích gọi là mát hơn nữa thì các bạn có thể xem cái video bằng khóa hướng dẫn undervolt CPU. Và các bạn hoàn toàn có thể làm undervolt CPU trên con mainboard này để nó mát hơn, và ngoài ra còn tăng cái hiệu năng nữa. Và chúng ta còn có là 4 cổng SSD NVMe ở trên này. Nên là, và đặc biệt thì sẽ là cũng giống như các mainboard Z790 khác thôi, chúng ta sẽ có một cổng Gen 5 ở trên này và được trang bị tản nhiệt khá là dày, và dành cho các bạn nào thích yêu công nghệ. Chứ đối với mình, tốc độ giữa Gen 4 và Gen 5 nó chưa thực sự gọi là khác biệt, thì các bạn có thể gọi là thấy sự nhanh nhẹn của Gen 5 đâu. Các bạn cứ dùng Gen 4 được cho nó rẻ. Và bây giờ nói chung là để nói về cái mainboard này quá đủ rồi, tại vì những tính năng như đèn led RGB hay là số cổng PCIe nó cũng là những cái phổ thông so với những cái mainboard khác thôi, nó không có gì đặc biệt đâu. Và mainboard từ rẻ đến cao nó đều trang bị những cái đấy. Bây giờ chúng ta đem vào thực chiến và mình sẽ thử build một cái bộ máy tính dùng để livestream với mức giá khoảng tầm hơn 50 triệu một tí, là một cái mức khá là cân bằng thì các bạn có thể bắt đầu livestream chuyên nghiệp rồi nhá. Và bây giờ đi kèm với chiếc mainboard Z790 Live Mixer này, mình sẽ không dùng i9 đâu, tại vì i9 nó quá đắt và cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ cần i7 thôi. Và đây là chiếc có i7 13.700K. Các bạn hoàn toàn có thể dùng, nếu mà các bạn chỉ livestream kiểu liên minh huyền thoại các thứ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng những CPU như Core i5 được. Và chiếc Core i5 12600K là một con CPU nó có hiệu năng chơi game rất tốt. Đây, ở đây yêu cầu của mình đó chính là 50 triệu phải livestream được các tựa game AAA nữa, ngoài những game online phổ thông, nên là mình sẽ dùng là Core i7.
Và để livestream ấy thì mình chắc chắn là các bạn cũng muốn là gọi là cắt highlight những cái gameplay đỉnh cao của mình, nên là con số 32 ghi chắc là vẫn chưa đủ đâu. Anh em chơi cho mình 64 ghi nhá. Và ở đây chúng ta có 64 ghi RAM Kingston với dung lượng với bớt là 5200. Bớt rất là cao. Nếu mà em chỉ chơi liên minh các thứ thì 32 ghi là đủ để các bạn vừa chơi game vừa livestream. Nhưng mà ở đây yêu cầu của mình đó chính là chơi và livestream được các tựa game AAA, nên là chúng ta sẽ cần là bạn 64 ghi để đảm bảo là sẽ không bị drop FPS, và cũng như các bạn làm cái hiệu ứng cho After Effects nó sẽ không bị tụt frame. Ở đây thì chúng ta là sẽ là vừa chơi game vừa livestream, và game bây giờ nếu mà chỉ chơi game liên minh, mình nói lại chỉ chơi game liên minh nhá, thì cấu hình rất là thấp, các bạn không cần khủng nhảy đâu. Nhưng mà các bạn muốn đổi gió thành các tựa game AAA và đặc biệt là dung lượng nó rất là lớn, nên nó khoảng tầm hơn 100GB một game ấy, thì chúng ta phải cần SSD tận 1T cơ. Chứ SSD là 500GB các bạn là không đủ đâu. Các bạn cài game, các bạn cài một ít các thứ nữa là các bạn đầy ổ đấy. Nên tối thiểu cho mình là 1T. Và ở đây mình sẽ thử nghiệm luôn, đó chính là cái tản nhiệt rất dày của Atrox này. Đấy, rất là dày. Và mình sẽ dùng cái SSD là Western Digital, con này là 1TB SN850. Và cuối cùng mới đến tản nhiệt. Tản nhiệt thì các bạn hoàn toàn có thể dùng tản All-in-One hay là tản Custom tùy các bạn. Nhưng mà mình ở đây mình lựa chọn đó chính là Noctua. Tại vì giá của nó, các bạn bỏ tiền ra mua Noctua, các bạn sẽ không phải là mua hiệu năng ở đâu. Tại hiệu năng thì nó sẽ không hơn những con tản kia nhiều lắm. Nó vẫn hơn, nó vẫn mát. Con này mình sẽ lắp lên cho nhìn cho đơn giản. Và ngoài ra, hôm trước Hoàng có một clip về Undervolt ấy, thì cái việc này sẽ giúp anh em khá là tiết kiệm được việc mua tản nhiệt. Nó mát hơn, hiệu năng cao hơn, thật là cũng chả hại gì cả. Con tản nhiệt nhìn nó khá là nhẹ nhàng so với cả cái tính cục xúc của cấu hình. CPU fan nó sẽ có ở đây. Và cái tâm màu đen nó sẽ rất hợp với cả cái bộ máy của chúng ta. Bộ máy chúng ta là tâm màu đen tím à. Đây, tâm màu đen rất là hợp. Đấy. Đây, phần mainboard đã xong. Và cây nguồn chúng ta sẽ có một chiếc nguồn. Bây giờ mình dùng là một chiếc nguồn Antec CSKH chăm sóc khách hàng 750W. Con này mình đã trên livestream chúng mình đã nói rồi, cũng không có gì nhiều cả. Các bạn cứ chọn nguồn có công suất thực và có chứng chỉ 80 plus đổ lên là ngon lành. À, vào cây NZXT H5. Hôm trước cho mình lắp con H7 để mừng Messi vô địch và H7 màu trắng. Hôm nay thì để tối ưu kinh phí, chúng ta chỉ dùng đến con NZXT H5 thôi. H5 nghe tên cho biết là nó là đàn em của H7. Và sao nó chặt thế này. Đây rồi, ok. Thật là rất là hay. Trước tay ở đây này, các bạn sẽ có một cái con quạt nhỏ ở phía dưới để các bạn có thể thổi thẳng gió lên trên cặp màn hình. Rất là hay. Và con cây này, con cây Airflow, và gió rất là nhiều lỗ nên gió thông từ trước và sau luôn. Có. Chúng ta sẽ gắn con này vào đây. Và việc gắn mainboard cái kiểu này đối với những con cây như là ZXT, các bạn sẽ không phải lo vấn đề bị sập, tại vì nó sẽ có một cái mấu ở giữa. Sau khi gắn vào rất là nhanh, các bạn thấy là mình chỉ chơi hơi cực khổ việc lúc và cắm cái đống dây ở trên này thôi. Còn lại thì cắm vào tất cả ZT, họ làm dây gọn gàng đẹp đẽ. Thì cuối cùng chúng ta dùng cặp màn hình. Và để phù hợp với nhu yêu cầu của mình, đó chính là livestream các cái tựa game AAA, cũng như là chúng ta không vượt quá kinh phí với những cạc đầu 4, thì mình sẽ sử dụng chiếc RTX đầu 3 thôi. Đầu 4 bây giờ rất là đắt, đầu 4 thì một con cạc bằng cả bộ máy rồi. Mình sẽ dùng đó chính là chiếc cạc 3070T. Một con cạc nói chung là bây giờ các bạn hoàn toàn có thể mua mới mức giá khoảng tầm là gần 20 mấy triệu thôi. Còn nếu mà các bạn thích tiết kiệm hơn nữa thì bây giờ mua cũ cũng được. Tại vì đầu 3 bây giờ đào coi khá là ít. Em có thể mua cũ nhưng mà vẫn nói chung là hàng đào coi thì có thể bị chết bất cứ lúc nào và không bảo hành nếu mà bị phát hiện của vài hãng. Nếu anh em thích mới thì để mua cho an tâm thì mua đồ mới. Còn anh em nào mà tiết kiệm chi phí thì có thể là mua đồ cũ cũng được. Và các bạn có thể hỏi cho mình tại sao chúng ta không cần cạc capture.
Tại vì cái capture, nếu mà các bạn máy các bạn live stream từ một máy, các bạn sẽ không cần thiết là một. Và thứ hai đó chính là các bạn sẽ chỉ cần cả capture trên, nếu mà các bạn live stream cùng một máy, live stream chơi game cùng một máy, các bạn chỉ cần cả capture khi ở máy các bạn quá yếu thôi. Còn đây, những CPU như là 12.600K, 12.700K quá mạnh rồi các bạn, hoặc là 13.700K như sau này này, các bạn hoàn toàn không cần đến cả capture, hoàn toàn CPU này có đủ khả năng làm tất cả những cái việc đấy. Và đặc biệt nó còn nhân P-core và E-core nữa, nên là các bạn hoàn toàn không phải lo về vấn đề thiếu tài nguyên CPU cả. Rất nhiều nhân. Và cuối cùng, trước khi mang bộ máy này ra, nó chính là lắp hai cái dây nguồn vào. Rồi, chúng ta lắp bộ máy này trong chắc khoảng tầm 15 phút rồi. Bao nhiêu phút nhỉ? Tôi 15 phút lắp bộ máy rồi. Rất là nhanh và rất là gọn. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng lớp kính cuối cùng trước khi đem thử nghiệm bộ máy đến với hệ thống live stream của chúng ta. Và hôm nay mà sau khi bê máy vào, mình đã chuẩn bị sẵn đó chính là một hệ thống dùng rất nhiều cổng USB ở trên máy này. Chúng ta có chuột, chúng ta có phím, bắt chuột cũng LED luôn để dùng nhá. Và chúng ta sẽ có cái bàn trộn Elgato Stream Deck này. Chúng ta có một con micro của Trondmark để nhìn cho chuyên nghiệp, một cái tai nghe của Logitech và một hệ thống đèn LED để các bạn quẹt vào máy quay để các bạn chiếu vào mặt nhìn cho nó rực rỡ ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cắm xem chúng ta hết bao nhiêu cổng USB nhá. Đây chúng ta có, mình có ba cái đầu thu không dây của chuột, phím và tai nghe. Để cùng cắm thử xem hết bao nhiêu cổng. Ở đây nhá, chúng ta có 12 cổng USB này. Tai nghe là một này, tai nghe chúng ta sẽ cắm vào cổng Ultra USB Power Connect này. Chuột phím là cổng Lightning Gaming. Đấy. Tiếp theo, chúng ta có dây dây này là của Stream Deck này. Stream Deck chúng ta sẽ cắm vào các cổng bình thường thôi, không cần đến như thế. Đây là dây của microphone. Microphone thì sẽ phải cắm vào cổng Ultra USB Power này cho nét. Và cuối cùng mình sẽ có dây của đèn bắt chuột. Và mình cắm là dây cuối cùng của trong bộ setup ngày hôm nay, đó chính là dây từ cạc capture dành cho cái máy ảnh này. Và các bạn thấy mình cắm bét nghè, mình mới dùng hết có là 6-7 cổng USB. Và một cổng nữa là cổng số 8 là cổng USB Bluetooth cho gamepad. Và các bạn thấy là các bạn với số lượng 14 cổng trên con live mixer này, các bạn không thể nào dùng hết để các bạn live trên một máy cả. Trừ khi nhá, các bạn là dùng bộ vô lăng chẳng hạn, vô lăng thì cần tầm 2-3 cổng USB nữa thì có thể là dùng cũng được khá là nhiều cổng Type-C nữa. Nên là với số lượng 14 cổng USB ở mặt sau của chiếc live mixer này, hoàn toàn các bạn có thể làm những hệ thống nhiều micro hoặc là nhiều người bàn luận với nhau, gọi là talk show ấy, thì phù hợp. Chứ còn bây giờ mình dùng một máy, mình dùng 8 cổng là hết rồi. Còn thừa đến các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cổng. Dùng thừa 6 cổng cũng không biết làm cái gì. Rồi, bây giờ mình đã setup xong cái bộ máy này rồi. Và đây là chiếc màn hình Acer Full HD và 144Hz. Và chúng ta sẽ live stream ở Full HD nhé. Và sẽ chơi game ở Full HD thôi. Và nhưng có một điểm, đó chính là các bạn chỉ live stream ở 60fps thôi. Nên là các bạn hãy điều chỉnh tần số quét của màn hình về mức bội số của 60, tức là 60, 120, hoặc là 180, hoặc là 240. Các bạn để 144 thì live stream các bạn nó sẽ bị giật. Nên các bạn chỉ để cho mình là 120 nhá, 120Hz thôi, không để lên 144 nó sẽ bị giật. Ở đây mình lại bật phần mềm OBS rồi. Đây là cái phần mềm mà các bạn rất hay dùng để live stream, nó rất là dễ dàng, trực quan. Đây mình có chiếc micro ở đây, có cái cam link để gắn máy ảnh ở đây. Và đây là một cái đèn ring light của Elgato. Các bạn có thể tham khảo những sản phẩm này ở trong phần mô tả video nhé, mình sẽ có hết. Và mình sẽ cho các bạn xem một setting. Mình sẽ live stream ở trên YouTube với bitrate là 9000kb một giây. Và bit audio là 160, và cùng lúc đấy mình cũng sẽ record thẳng vào máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trên web và thử live stream trên YouTube nhé. Và cái yêu cầu của mình ở đây đó chính là chúng ta sẽ phải chơi được game ở độ phân giải Full HD và live stream game AAA, chứ không tính các game nhỏ như là Liên Minh hay là FIFA, nó không đáng tại vì game nhẹ lắm, mình không tính. Nên là bây giờ mình sẽ thử với Red Dead Redemption 2 xem là chiếc máy chúng ta có chơi được không. Rồi, bây giờ các bạn có thể thấy là mình đang live stream ở 60fps và bitrate là 9001 và CPU chúng ta đang load là 4%. Quá ít các bạn ạ, nhiệt độ 57 độ C rồi, xung 5,3 này. Cả ta load 40%, nhiệt độ 46 độ C. Rồi, hiện tại mức setting của chúng ta mình đang để ở Red Dead Redemption đó chính là độ phân giải Full HD. Tất cả mọi thứ đều ultra hết
và DLSS mình sẽ để về mức ba lần đấy. Và mức FPS chúng ta đạt được là khoảng tầm là 94 FPS. 94 FPS là ở mức khá là mượt. Đây là cái cảnh đầu của Red Dead Redemption. Các bạn thấy là chúng ta không gần như không hề bị nhảy xuống, mặc dù CPU đang loát, đang live stream và cả record nữa, mà CPU chỉ loát khoảng tầm 29% thôi, rất là nhẹ. Với 3700K là một CPU rất là khỏe và card đang loát là 97%. CPU đang loát khoảng tầm 70-80 độ và card là 60 độ. Nhìn mình rất là mượt. Hình ảnh đẹp và live stream với ở mức Full HD 60 FPS. Nên chúng ta trang bị là 64GB RAM thôi, nhưng mà RAM bây giờ mới dùng ăn hết có 15GB. Là các bạn hoàn toàn có thể bật những phần mềm khác như là nghe nhạc hoặc là các bạn chat Discord các thứ mà vẫn không thể ăn hết được RAM. 64GB này là một cái mức nó khá là thừa. Còn các bạn có thể dùng để làm về sau là After Effects của Adobe chẳng hạn, nó không thì các bạn có thể xuống 32GB RAM cũng được. CPU đang ăn là 86W, khá là ít. Và mình đang chạy ở Full HD là một cái mức là ăn CPU nhiều nhất so với cả 2K hoặc là 4K, mà CPU chúng ta mới chỉ có loát được 20% thôi. Chứng tỏ là CPU này quá khỏe, có thể live stream rất thoải mái. Và mình sẽ thử một chút ra ngoài HW Info. Và các bạn thấy là đây, CPU đang loát 5.3, 4.2 tùy nhân, các nhân E-Core là 4.2, các nhân P-Core là 5.3. Rất là đẹp và nhiệt độ đang là 65 độ C, nhiệt độ cao nhất là 93, nhưng đấy là quạt nó chưa chạy, bây giờ chạy ổn định là 65 độ C. CPU lúc mà ăn nhiều nhất là 125W, bây giờ là còn 87 thôi. Bo mạch chủ thì chúng ta đều có mức nhiệt độ khá là mát, với cả chỉ khoảng tầm 35. Phần này mình không biết là phần gì. Mình không biết là phần gì 75 độ đây. Nhưng hiện tại thì mình đang thấy khá là mát. Phải là 25. Và hiện tại là mình đang dùng HW Info bản mới nhất là 4940, nhưng mà vẫn đang không đọc được cái phần này là phần gì. Đây chắc là phần xung quanh phần socket thì phải, 72 độ C. Còn đây mình thấy khả năng là phần VRM là khoảng tầm 35 độ C, vẫn rất là mát. Nói chung là Asus họ để một cái bo mạch chủ này là một mạch chủ gaming, nhưng họ bổ sung thêm các tính năng dành cho các bạn là livestream, nên họ bổ sung rất nhiều cổng USB. Và mình dùng đây, mình cắm cả nguồn điện của máy ảnh vào trong máy tính vẫn chưa hết cổng. Vẫn thừa các cổng thì các bạn có thể cắm thêm các thiết bị ngoại vi khác vào. Rồi, bây giờ là Red Dead Redemption đã ok rồi. Mình sẽ thử là Cyberpunk 2077 để cùng thử là trong hai tựa game đấy thì có game nào nó bị drop FPS xuống quá không. Rồi, bây giờ Cyberpunk. Ở đây, chúng ta sẽ để ở mức gọi là cân bằng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử benchmark xem là bao nhiêu FPS nhá. Các bạn thấy là hiện tại nhá là card là 99%. Và đúng rồi, game này rất là nặng. Nhưng mà game chúng ta vẫn đang đạt là khoảng tầm trên 70-80 FPS, là CPU đang loát chỉ có là 40% thôi. Các bạn thấy là máy này vẫn đang chơi rất là thoải mái và gần như mượt mà, chả có vấn đề gì cả. Các bạn vẫn, còn với game offline thì 60-80 FPS là mức khá là mượt rồi, so với các game, ví dụ các game eSports như là cái CSGO là Liên Minh, các bạn thấy thoải mái là trên 140-144 rất thoải mái. Còn đây là game offline để chế độ setting là Ultra, chúng ta vẫn đạt được khoảng tầm là 90 FPS. Rồi, sau khi mình thử nghiệm với hai tựa game rất là nặng là Red Dead Redemption và Cyberpunk 2077 thì cái bộ máy này thực sự là nó không ngán một cái gì cả. CPU loát khoảng tầm 40-50%, còn chưa loát hết, mặc dù đây là Full HD và rất là nặng. Và sau khi trải nghiệm ấy, thì các mình có thấy là các bạn cái bộ máy này nói chung này, và hoặc là chiếc mainboard Z790 Live Mixer của Asus ấy, nó làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tức các bạn hoàn toàn có thể live stream Full HD ở mức gọi là setting cao nhất, không gặp vấn đề gì cả. Và ngoài ra, với một streamer chúng ta cần rất nhiều cổng USB để cắm các thiết bị ngoại vi như thế này, thì chiếc Z790 Asus Live Mixer đã cho mình nói chung tất cả những gì mình cần, số lượng USB cắm mãi và không hết. Và ngoài ra thì hiệu năng chơi game cũng như là những cái nhiệt độ thứ mình thấy nó khá là ổn định và nó mát mẻ. Và các bạn nhận thấy thế nào về cái bộ gọi là khởi nghiệp với 100 triệu này, và các bạn cũng có thích cái mainboard Z790 Asus Live Mixer này không? Thì các bạn thích cho mình giveaway chiếc tai nghe Zitly đấy. Ultimate nghĩa là tối thiểu, cũng như Zitly LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòm 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần.
Acom đang giveaway miễn phí trên tai nghe này. Tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội chúng giải nhé.